Hallelujah, nguyện Đức Chúa Trời chúc phước chúng ta, chúc phước tất cả các bạn một ngày thánh nhật, một ngày chúa nhật đầy đến sự bình an, vui mừng, đầy đến sự tươi vui, sự tươi mới từ Đức Chúa Trời hàng sống chúng ta trên các bạn, gia đình các bạn ngay bây giờ. Đề tài của sứ điệp ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ các bạn mang tên là tự do hay là chết, tự do hay là chết, hay nó còn mang tên là những quyết định sống còn của đời sống bạn. Những quyết định sống còn của đời sống bạn. Mà chúng ta mở Kinh Thánh tuyệt vời nhất, cuốn sách tuyệt vời nhất của nhân loại và của các sáng tạo, sách Sáng Thế Ký đoạn 2 từ câu 15-16. Giê-hô-va Đức Chúa Trời đem người vào ở cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. Rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: các ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn, nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc chắn sẽ chết bởi cái chết. Tự do hay là chết? Trong đoạn kinh thánh này chúng ta thấy khi Đức Chúa dựng nên chúng ta thì Ngài đặt chúng ta vào trong vườn Eden, tức là gì đấy vậy các bạn? Tức là Eden tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Eden có nghĩa thiên đàng. Eden là vườn, là nơi đầy rẫy sự hiện diện của Đức Chúa Trời, tức đầy rẫy những nguyên tắc, những hệ thống giá trị của nước trời. Và nhiệm vụ của con người ở trong đó là phải trồng và giữ vườn. Trồng có nghĩa là vun tưới, xây dựng để cái nguyên tắc hệ thống giá trị nước trời đó nó được càng ngày càng lớn mạnh, càng lớn mạnh, càng bùng nổ lên. Giữ là để cho những nguyên tắc và hệ thống giá trị đó được giữ lại, tồn tại đời đời, và không những thế lại còn được lan rộng ra. Trồng và giữ vườn, trồng và giữ vườn, đó là trách nhiệm của con người chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta, sứ mạng chúng ta từ trước sáng thế đến giờ không hề thay đổi, đó là trồng và giữ vườn, đó là xây dựng, nhân bội, gìn giữ tất cả các hệ thống giá trị, nguyên tắc, ngưỡng của Chúa Trời ở trong tất thảy mọi lĩnh vực mà chúng ta được gọi đến, tất thảy lĩnh vực trong đời sống chúng ta. Nhưng các bạn ơi, chúng ta cần phải sử dụng tâm hồn của mình, linh hồn của mình, trong đó đặc biệt là cái thành phần quyết định của nó, đó là ý chí của mình, để làm ra sự chọn lựa. Ở trong đây câu 16, Đức Chúa Trời phán rằng: các ngươi được tự do ăn tất cả các loại hoa trong vườn trừ một loại cây. Tức là chúng ta có thể sử dụng sự tự do, quyền quyết định của mình để chọn lựa. Chúng ta có thể chọn sự chết hoặc sự sống. Chúng ta có thể chọn sự chúc phước hoặc sự rủa sả. Quyết định thuộc về chúng ta, và chúng ta phải trả lời trước quyết định đó. Cái điều thiện và điều ác có nghĩa là gì vậy? Điều thiện và điều ác, Đức Chúa Trời không muốn để chúng ta bị đánh đồng với điều ác. Vì Đức Chúa Trời là thiện, Ngài chỉ cho chúng ta chỉ biết điều thiện và điều thiện mà thôi. Còn điều ác, Đức Chúa Trời Ngài không muốn cho chúng ta được nếm trải đến. Nhưng chúng ta đã, tổ tiên chúng ta đã phạm vào và đã ăn phải cây nhận biết điều thiện điều ác. Tức là nhận biết thêm về điều ác nữa. Điều thiện đã nhận biết rồi, nhận biết điều ác nữa, và bị đánh đồng điều ác, trở thành con cái của ma quỷ, bị lật, bị cách xa Đức Chúa Trời. Thế nhưng một tin lành tuyệt vời là Chúa Jesus đã đến thế gian để chết thay chúng ta, để sinh lại chúng ta. Và những kẻ nào được sinh lại bởi Thánh Linh Đức Chúa Trời thì kẻ đó không thể nào phạm tội được, vì hạt giống Đức Chúa Trời ở trong người đó. Đức Chúa Trời đã phán như vậy. Vì cái thần linh con người được sinh lại và thánh linh của Chúa đấy, thần linh đó không thể phạm tội được các bạn ạ. Những linh hồn có thể phạm tội, và linh hồn sẽ quyết định luôn cả cái cõi đời của mình. Vì cái ý chí của chúng ta nó sẽ quyết định các bạn ạ. Ngày hôm nay cái đề tài tôi muốn chia sẻ các bạn đây, đó là tự do hay là chết, hay là một sứ điệp mang tên khác có lẽ nghĩa là bạn quyết định sống còn của đời sống bạn. Bạn có thể sử dụng ý chí của bạn để quyết định ba cái điều này. Bạn hãy nhớ nhé, ba cái điều cực kỳ quan trọng quyết định sống còn trong đời sống của bạn.
mà không ai có thể quyết định thay cho bạn được. Bạn phải quyết định. Điều thứ nhất, đó là bạn tin thần nào. Bạn tin thần nào, bạn thờ lại thần nào trong đời sống của bạn. Trong thế gian này có đến 300 đến 400 triệu loại thần các bạn ạ. 300 triệu đến 400 triệu loại thần. Trong đó thần linh con người chỉ là một loại thôi các bạn ạ. Một loại thôi. Thần linh của con người mà hiện tại ở trên thế giới này có đến hơn 7 tỷ người đang sống. Và mỗi người đều có một thần linh nào đó cả của con người. Được sinh lại bởi Đức Chúa Trời hoặc thần con người bị chết. Nhưng thần linh con người mới chỉ là một loại thần thôi. Như vậy, nhưng mà trong thế giới này có từ đến 300 đến 400 triệu loại thần. Các bạn biết rồi. Các loại thần nó cực nhiều trong thế gian. Mà con người mở mắt ra là nhìn thấy được các thần. Vào đời phát là nhúng chìm luôn trong biển các loại thần. Các bạn ạ. Vì thế mà chúng ta cần phải chọn lựa. Chúng ta thờ lại thần nào. Lời đã chép chỉ có đấng chân thần duy nhất là Đức Chúa Trời chúng ta, Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh. Một thần duy nhất, Ngài là đấng sáng tạo, chính Ngài là đấng tạo hóa, tạo ra cả gần 400 triệu loại thần kia. Ngài là đứng đó. Ngài đứng tuyệt vời. Và ai quyết định đặt niềm tin nơi Ngài, quyết định dâng trọn đời sống mình cho Ngài, quyết định thờ lại Ngài và hầu vinh Ngài. Quyết định đấy quyết định tuyệt vời và quyết định đúng đắn. Nhưng nếu bạn chọn vị lựa thần khác, tức là những thần đó là những tạo vật của đấng chân thần duy nhất, những thần đó nằm trong số gần 400 triệu loại thần kia. Thí dụ những loại thần loại tôn giáo Allah, Khổng giáo, Nho giáo, Cộng sản, Vô thần, Tà dâm, Giết người, Phản loạn, Jezabel, Lucifer, các loại thần các bạn ạ. Có thể chọn được. Thế nhưng cái quyết định này nó sẽ quyết định sống còn đời sống của bạn. Bởi vì bạn thờ phượng, bạn thờ lại ai, bạn sẽ mặc lấy bản tính của cái thần đó. Bạn thờ lại chân thần duy nhất và chỉ mình Ngài, thì bạn sẽ có được bản tính của Đức Chúa Trời. Và như vậy bạn sẽ có được khả năng để trồng và giữ vườn, để nhân bội tất cả những điều gì Ngài ban cho bạn, và được phần thưởng cực kỳ vĩ đại trong thiên đàng của Ngài trong ngày Ngài đến. Nhưng nếu bạn quyết định chọn thần khác, thí dụ Hồi giáo, Phật giáo, Khổng giáo, Cộng sản, Vô thần, Tà dâm, chủ nghĩa duy vật biện chứng thì gì đấy, các bạn chọn quyết định của bạn thôi, thì các thần đó trong ngày phán xét, tất cả nó, tất cả chúng đều bị quăng xuống hồ lửa đời đời và đốt trong lửa đời đời của Chúa Trời. Và tất cả những người mà bị các thần đó lừa dối, quyến dụ thì để đi theo chúng và bị quẳng chung cùng số phận với các thần đó. Vì họ đã làm một chọn quyết định sai lầm, đó là chọn lựa để thờ lại các thần đó. Và họ mặc luôn bản tính của các thần đó trong mình. Họ có thể mặc bản tính đó một cách vô thức hoặc một cách có nhận thức. Quyết định thứ nhất sống còn đời sống của bạn, đó là quyết định chọn thần nào. Ngày hôm nay bạn đang chọn vị thần nào trong đời sống của bạn? Bạn hãy đặt câu hỏi. Ai đó vỗ ngực, tôi tin Chúa rồi, tôi là mục sư hội thánh cơ. Bạn ơi, điều đó không nói rằng bạn đang thờ lại đấng nào. Vì Chúa Giêsu đã từng nói, không phải những kẻ kêu lại Chúa vào lúc thiên đàng đâu. Chúa Giêsu đã từng nói, cái dân này, môi miệng chúng thì thờ lại ta, nhưng lòng của chúng thì cách xa ta lắm. Lời Chúa đã khẳng định như vậy rồi. Bạn phải xem thời gian, tiền bạc của cải của bạn được phục vụ có cho đấng đó không. Nếu bạn phục vụ chủ yếu cho gia đình của bạn, thì gia đình của bạn đang là thần bạn ạ. Bạn phục vụ cho con của bạn, cho vợ của bạn, cho chồng của bạn, đại đa số thời gian thì vợ chồng hay con của bạn đang là thần tượng trong đời sống của bạn. Và thật là khốn khổ nếu mình đặt một thần tượng trên đời sống của mình không phải Đức Chúa Trời,
khi đặt một cái thần nhỏ hơn Đức Chúa Trời đặt trên đầu mình là thần tượng của mình để mình thờ phượng, để mình đặt tất cả thời gian tâm sức vào đó, thì bạn đang tự giết chính bạn và tự giết luôn cả cái thần tượng đó. Vì bạn bật cái thần đó vào trong tiêu điểm ghen tuông của Đức Chúa Trời. Vì Chúa Thánh Linh là đấng yêu thương chúng ta đến nỗi ghen tuông. Khi bạn đặt để một con người nào đó hơn Đức Chúa Trời trên đầu bạn, làm cái bảo trợ tuyệt đối cho bạn, thì bạn đang giết cái bảo trợ đó. Cái bảo trợ đó không đứng nổi được trước tất cả những thử thách gian nan khó khăn, không chống chọi được tất cả vô số các thần, các bảo trợ đó sẽ bị tiêu diệt. Và bạn mà dưới cái bảo trợ của thần đó thì bạn cũng bị tiêu diệt theo. Nhưng ai khôn ngoan đặt mình dưới sự bảo trợ đấng toàn năng, đặt Đức Chúa Trời là nơi ở của mình, thì người đó sẽ bình an vô sự. Quyết định tin Chúa, quyết định phục vụ Ngài, quyết định sống theo những hệ thống giá trị nguyên tắc của Ngài để trồng giữ vườn, để nhân bội, để phát triển tất cả các hệ thống giá trị nguyên tắc của Đức Chúa Trời ở trong tất thảy mọi lĩnh vực mà bạn tưởng đến, bạn nghĩ đến, hay nói ngắn gọn lại một chút, thu gọn nữa, ở trong lĩnh vực bạn được kêu gọi. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Quy định thứ nhất là như vậy. Quy định thứ hai bạn được chọn lựa là bạn thuộc tổ chức nào, bạn thuộc hội thánh nào. Quyết định này nó sẽ khiến cho đời của bạn sang một trang khác, hay là một cái gì đấy khác các bạn ạ. Vì cái tổ chức đó có thể dạy dỗ bạn nhận biết Đức Chúa Trời hơn. Tổ chức đó có thể dạy dỗ bạn xa Đức Chúa Trời hơn. Tổ chức đó có thể dạy các bạn có mối tương giao sâu nhiệm, rộng rãi, sống động với Đức tạo hóa của mình. Những tổ chức đó cũng có thể dạy các bạn có mối tương giao tôn giáo một chiều với Đức Chúa Trời, kêu trời mà không biết ông trời là ai cả. Ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy các hội thánh mặc dù là các chi thể của Đức Chúa Trời, nhưng tất cả các hội thánh thì nhóm lại đến thân thể của Chúa. Và hội thánh của Đức Chúa Trời thì là trụ và nền của lẽ thật. Từ hội thánh của Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho quyền cai trị thế gian, Đức Chúa Trời Ngài dạy dỗ trong hội các thánh của Ngài, chúng ta được nhận biết Đức Chúa Trời. Không phải tự dưng ngủ dậy, nhắm mắt mở dậy bắt nhận biết được Chúa đâu. Kể cả bạn có tin Chúa, Đức Chúa Trời có thăm viếng các bạn một cách siêu nhiên theo trong nữa, nhưng để nhận biết Ngài thì kiểu gì bạn cũng phải cần đến người nào đó đã tin nhận Chúa rồi, tức là hội thánh của Ngài. Bạn không thể tự nhận biết Đức Chúa Trời được các bạn ạ. Bạn không thể làm thế được. Bạn cần phải có cái người nào đó dẫn dắt bạn. Bạn cần phải tháp mình vào trong một cái tổ chức nào đó của Đức Chúa Trời mang tên hội thánh. Vì hội thánh Ecclesia là một tổ chức tối cao nhất trong quá sáng tạo. Bạn nhớ nhé, nếu bạn đang trong hội thánh của Chúa, chúc mừng bạn, vì bạn đang trong một tổ chức tối cao nhất, không những của loài người, không của thiên sứ, mà của toàn bộ cõi sáng tạo. Tổ chức đó còn có quyền dạy dỗ các bậc cầm quyền trên các tầng trời. Chắc Ephesos nói như vậy. Giáo hội Công giáo đã từng cho mình là đúng đắn, nhưng chúng ta biết điều đó là điều gì rồi. Và ngày hôm nay nhiều hội thánh Tin Lành địa phương vẫn có thể tự cho mình đúng đắn. Các bạn hãy cẩn thận để không đi theo những cái xe đổ. Vì tất cả chúng ta đều người thần, người thường, và chúng ta vẫn có thể sai. Chỉ có Thánh Linh của Chúa không bao giờ sai. Và nếu chúng ta chịu thay đổi mình, nếu chúng ta chịu được biến đổi, chịu được bẻ mình đi, chịu chấp nhận cái mới, chấp nhận đi theo Chúa, thì chúng ta sẽ khác. Catholic có nghĩa là hoàn vũ. Đức Hội Thánh Catholic Công giáo đã từng cho mình là Hội Thánh hoàn vũ. Họ từng cho mình thay mặt Đức Chúa Trời để làm tất cả mọi sự.
chúng ta đã nhìn thấy điều sai trái. Và ngày hôm nay cũng có những cải cách đang trong các xã hội Công giáo. Và tôi tin giáo hội Công giáo cũng là thành phần không tách rời được của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang thi hành những cái việc mà cải tổ, hoàn thiện các chi thể của Đức Chúa Trời ở trên đất này để hiệp các chi thể thành một. Rồi Chúa Giêsu đến để cưới nàng dâu của Ngài. Bạn thuộc hội thánh nào? Cực kỳ quan trọng. Vì hội thánh đó sẽ dạy dỗ bạn về nhận biết Đức Chúa Trời. Hội thánh đó sẽ dạy dỗ bạn về sứ mạng tiền định của bạn. Hội thánh mà không dạy dỗ sứ mạng tiền định của bạn, chỉ dạy dỗ về Đức Chúa Trời không, thì bạn không bao giờ nhận biết được Đức Chúa Trời. Bạn cần phải nhận biết được cả sứ mạng tiền định của bạn. Thư thứ nhất, Ê-phê-sô đoạn 1 câu 17 có nói thôi. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời của Chúa Jesus Christ ban thần trí sự khôn sáng tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài. Nhận biết Ngài đầu tiên, soi sáng con mắt của lòng anh em để cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của mình. Sự trông cậy sự kêu gọi của mình đấy các bạn, sự kêu gọi sứ mạng tiền định của bạn đấy. Cơ nghiệp vinh hiển giàu có của Ngài cho các bạn, cho các thánh đồ thế nào, và biết được quyền vô hạn của Ngài đối với ai có lòng tin lớn dường nào. Khi mà chúng ta đến hội thánh đúng chuẩn, chúng ta sẽ nhận biết được Chúa Trời. Chúng ta sẽ nhận biết được mình dựng lên để làm gì. Chúng ta sẽ nhìn thấy được cái bản vẽ, bản thiết kế từ trước sáng thế của đấng tạo hóa cho chính chúng ta. Không những thế, chúng ta sẽ nhìn thấy, chúng ta còn biết được cả cái phần thưởng, cái cơ nghiệp đời đời chúng ta nữa. Chứ không phải một cách là nhắm mắt thế này rồi, cơ nghiệp đời đời chúng ta là Đức Chúa Trời, cơ nghiệp của tôi là cái gì đâu. Không phải thế đâu. Mà rõ ràng, vì Chúa chúng ta cực kỳ rõ ràng. Các bạn ạ, tin Chúa, nếu có quan hệ sống động với Ngài thì Ngài tỏ cho bạn biết cơ nghiệp của bạn là cái gì. Chứ không phải một cái câu khẩu hiệu ABC nào đó đâu. Cực kỳ rõ ràng, mạch lạc và chi tiết. Rất tuyệt vời. Và không như thế, Ngài cho bạn nhìn thấy cơ nghiệp vĩ đại của bạn rồi, Ngài lại còn tỏ cho bạn cả quyền phép của Ngài, nếu bạn tin vào Ngài, để mà đạt được cơ nghiệp đó. Chứ không phải cơ nghiệp đó mà để đấy để mà mơ đâu, mà cơ nghiệp đó có thể đoạt được bằng đức tin theo phép tối thượng của năng lực Ngài mà Ngài tỏ ra trong Chúa Jesus Christ. Quyết định đi theo hội thánh nào đó, nằm trong hội thánh nào đó cực kỳ quan trọng. Bạn là một thành phần không tách rời được của thân thể Chúa nếu bạn tin vào Chúa Giêsu. Và bạn phải tháp vào một cái phần chi thể nào đó. Tất nhiên có rất nhiều chi thể khác nhau. Và chúng ta cũng biết có các hội thánh khác nhau. Các hội thánh chỉ mang những chức vụ tương tự như là nhà trẻ, như lớp mầm non vậy. Cùng lắm là cơ sở phổ thông rồi trung học. Nhưng có hội thánh thì cao hơn nữa, có thể đại học. Có hội thánh cao nữa, đào tạo toàn là viện sĩ giáo sư, để những người ảnh hưởng đến tất cả những cái trường học còn lại, đào tạo ra tất thể những tiến sĩ giáo sư còn lại, để những người đó lại dạy ra những người khác, và những người đó dạy các trường học chủ phổ thông trung học cơ sở mầm non. Có hội thánh thì toàn là tân binh, và tương tự như bệnh viện vậy, suốt ngày chạy đến để mà chữa lành, để mà cầu xin thế thôi. Nhưng có hội thánh thì đào tạo toàn là chiến binh thiện chiến của Ngài, lính đặc nhiệm của Đức Chúa Trời, để đặt ở những vị trí xung kích, tấn công, hủy diệt công việc của ma quỷ vào trong tất thảy các lĩnh vực mà khó khăn: chính trị, kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục, truyền thông, thể thao, văn hóa, nghệ thuật, tâm linh, gia đình, tất cả. Và đánh gục tại cơ quan đầu não của ma quỷ. Quyết định ở hội thánh nào sẽ giúp cho bạn nhận biết Đức Chúa Trời và nhận biết được cả sứ mạng tiền định của bạn nữa, các bạn ạ. Quyết định rất quan trọng. Quyết định thứ ba bạn cần phải có, đó là về gia đình.
bạn cần phải chọn bạn đời của bạn như thế nào, người chồng hoặc người vợ của bạn như thế nào. Nếu bạn dùng sự tự do chọn lựa của bạn ấy mà làm việc sai lầm, bạn chọn một người chồng không thích hợp theo bạn, bạn chọn người vợ không thích hợp cho bạn. Vì chúng ta biết Đức Giê-hô-va ngài dựng lên cái người nữ đấy là phù hợp với người nam. Các bạn ạ, cái nồi nào thì úp cái vung đó. Bạn có thể dùng cái vung khác úp vẫn được, nhưng nó không phải là cái vung đó. Cái vung nó hơi nhỏ, vung hơi to, vung bị kênh, thì khi sóng gió phát tung quá, cái vung mới tung ra mất. Những cái vung mà ép kín sặc chặt thì sóng gió xảy ra nó không tung và nó giữ được những điều gì mà tác giả của cái vùng sáng tạo là cái vùng đó. Quyết định chọn người chồng hay người vợ đúng theo ý Chúa, đó quyết định cực kỳ quan trọng. Chúng ta nhìn thấy hoàng đế Salomon đã quyết định sai lầm thế nào khi ông có bao nhiêu người vợ. Và mặc dù ông nổi tiếng là người giàu nhất thế gian và khôn ngoan nhất thế gian, mà chưa từng có trong thế gian này. Vậy mà đến cuối đời, các hoàng hậu tới người vợ mà ông chọn lựa sai đấy đã dẫn dụ ông ấy đi theo các thần khác. Còn thấy chưa? Mặc dù ông đã từng quyết định là thờ lại Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob, vậy mà đến cuối đời ông vẫn có thể bị dẫn dụ bởi người vợ để đi lệch cây tự do, cây mà biết điều thiện điều ác đấy các bạn ạ, vẫn chọn lựa đấy. Nhiều người họ cưới vợ hay cưới chồng, họ phủ dưới một cái gọi là mặt nạ có Đức Chúa Trời chứng giám rồi, xong rồi không cần đến hội thánh, không cần đến cha thánh linh, mẹ thánh linh, mẹ cha mẹ thánh thể nữa. Các bạn ơi, điều đó là lộn, điều đó không đẹp ý Chúa. Và cái sự cưới xin đó, tôi nói chắc bán bạn, không theo ý của Đức Chúa Trời, hay ít nhất là không đúng thời điểm các bạn ạ. Vì bạn có thể việc đúng nhưng bạn có thể làm sai địa chỉ và sai thời điểm, và nó mang lại kết quả hậu quả nguy hiểm cho đời sống của bạn. Thành ra quyết định đó là quyết định sai. Vì quyết định đúng thì nó phải mang ra hệ quả đúng các bạn ạ. Quyết định đúng thường thường làm việc đúng ở nơi địa điểm đúng và vào thời điểm đúng thì nó ra được kết quả chính xác tốt đẹp cho các bạn. Người vợ người chồng rất quan trọng vì có thể làm cho bạn hay là kích đẩy bạn nhận biết Chúa hơn, làm cho bạn hoặc là ngăn chặn bạn nhận biết sự kêu gọi của Chúa dành cho bạn. Mà thậm chí bạn đã từng biết được Đức Chúa Trời, bạn đã từng biết được cả sự kêu gọi sứ mạng tiền định của mình, bản vẽ của Đức Chúa Trời cho mình rồi. Nhưng cái người vợ người chồng mà sai đấy, không phù hợp đấy, cũng có thể hoặc là làm cho bạn càng nhận biết Chúa thêm hơn, càng thực hiện sứ mạng tiền định của mình tốt hơn, hoặc càng xa Chúa hơn, hoặc càng gần Chúa theo kiểu tôn giáo hơn và không làm cho bạn thực hiện được sứ mạng tiền định của bạn và phá hoại sứ mạng tiền định của bạn. Vì hôn nhân là giao ước giữa hai người trưởng thành khác giới để cùng nhau giúp nhau thực hiện sứ mạng tiền định mà Đấng tạo hóa ban cho họ. Vì thế mà nếu họ mà chưa nhận biết được sứ mạng của họ thì quả thật là hôn nhân quá sớm các bạn ạ. Thì khi vào trong hôn nhân, họ sẽ vào trong bẫy, họ trong và luôn trong nhà tù của chính họ. Cái bẫy đó mang tính năng tên là hôn nhân gia đình, đó sẽ rút hết thời gian sức lực của họ, không còn cho họ lúc nào để thờ phượng Chúa và nhận biết Ngài, không còn cho họ lúc nào để đi trau dồi mình, làm việc bản thân mình mà thực hiện sứ mạng tiền định, sự kêu gọi của Chúa dành cho họ nữa. Nhưng các bạn ơi, một tin lành dành cho các bạn, thậm chí nếu bạn có thể chọn lựa hội thánh không đúng, bạn có thể chọn lựa vợ hoặc chồng không đúng, nhưng
bạn chọn lựa Đức Chúa Trời đúng và yêu Ngài. Vì lời Chúa nói rồi, mọi sự hiệp lại, sống hay tốt không quan trọng, nhưng hiệp lại đều có ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Cho những người yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu thực sự bạn yêu Đức Chúa Trời, bạn yêu thật nhá, không phải yêu mồm miệng đâu, không phải hallelujah xong đến thờ vượng, đến cầu nguyện, đến đọc kinh thánh, đến kiêng ăn đâu, đấy không phải là yêu mến Chúa đâu các bạn ạ. Yêu mến Chúa, Chúa nói là hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn là yêu mến Đức Chúa Trời của ngươi, bằng cách là qua đời sống mình ấy thể hiện rõ ràng những nguyên tắc hệ thống giá trị của Đức Chúa Trời. Vì Chúa nói ai yêu ta, kẻ nào yêu ta thì vâng giữ cái điều răn của ta, ta sẽ đến cùng người và tỏ cho người biết ta. Những yêu Đức Chúa Trời, những người đó sẽ được thần của Chúa đến thăm viếng và được tỏ cho càng ngày càng biết Chúa hơn một cách sống động, chứ không phải lý thuyết giáo điều. Vì bạn có thể một cái đầu rất to, học thông viết thạo tất cả các loại sách thần học, kinh thánh đầy đủ hết tất cả các thứ, giải nghĩa ABC đầy ngập hết kiến thức của bạn, có thể ghi chép vào những sử sách gì đấy, mà thậm chí là tất cả công nghệ thông tin ngày hôm nay không chứa nổi. Những cái đầu bạn to, những tấm lòng có thể bé tí nếu không quan hệ sống với Đức Chúa Trời. Vì thế những nhà thần học mà thậm chí những nhà vô thần cũng đã từng cấy những gián điệp của mình vào trong hàng ngũ các linh mục. Họ học thần học nhiều lắm, họ thuộc lời Chúa kinh khủng lắm, nói vách vách lên câu nào đoạn nào câu nào kinh thánh biết hết, thế nhưng không có quan hệ với sống với Chúa. Họ đang chọn một thần, thần đó là thần quỷ mang tên là vô thần, quỷ đó mang tên cốc sản, mà quỷ đó sắp tới sẽ bị quả xấu hổ đời đời. Đức Chúa Trời là đứng toàn quyền tể trị và quyết định. Ngài có quyền sửa tất cả các lỗi sai trong đời sống bạn. Bạn đã từng chọn và từng thuộc về cái hội thánh nào đó có thể sai chạy. Bạn có thể từng chọn và từng cưới vợ cưới chồng sai chạy. Nhưng nếu bạn yêu mến Đức Chúa Trời thì Ngài toàn quyền để sửa sai cho bạn. Và Ngài sẽ đặt bạn vào một tổ chức hội thánh đúng. Ngài sẽ chỉnh lại cả hôn nhân cho bạn để mà người chồng người vợ đó yêu thương nhau hơn và cùng nhau làm lại cuộc đời, nhận biết Chúa Trời, nhận biết sứ mạng mà Ngài ban cho họ và cùng nhau thực hiện sứ mạng đó. Quyết định ngày hôm nay thuộc về bạn. Bạn tin thần nào, bạn trực thuộc vào hội thánh nào và bạn có gia đình nào, quyết định đời sống của bạn. Ba cái sự chọn lựa, ba cái điều này có quan hệ tương tác với nhau, ít nhiều tương tác với nhau. Bạn cho họ chính thầy thánh đúng có thể giúp bạn tiếp nhận, nhận biết Đức Chúa Trời đúng và cưới được người vợ đúng ý Chúa. Có thể, nhưng có thể nhận biết Chúa nhưng cưới người vợ sai ý Chúa, hoặc cưới người chồng sai ý Chúa. Bạn có thể có người vợ nhưng người vợ đó có thể thúc đẩy bạn nhận biết Chúa hơn hoặc là xa rời Chúa hơn. Nhưng bạn ơi, hãy cẩn thận giữ tấm lòng của bạn, vì mọi nguồn sự sống đều từ nơi đó mà ra. Nên hãy giữ tấm lòng của bạn với Đức Chúa Trời trong sự thành tín, trong sự trung thành, trung thành các thần quyền dọc của Đức Chúa Trời. Các bạn ạ, quyết định thuộc về bạn. Và ngày hôm nay Ngài vẫn phán với các bạn: người được tự do ăn các loại cây trong vườn, nhưng có một cây biết điều thiện điều ác chớ có ăn, vì một mai người ăn chắc chắn sẽ chết. Bởi cái chết, chết toàn phần, chết đời đời. Quyết định của bạn ngày hôm nay là cái gì? Hãy đặt lên bàn cân, hãy hỏi Đức Chúa Trời: lạy Chúa, hôm nay con đã quyết định như vậy. Thánh Linh của Chúa là thần lẽ thật, hãy dạy con, hãy dẫn con vào trong lẽ thật của Ngài. Chúa ơi, trong cả một cái thế gian đầy rẫy các thần, Ngài hãy tỏ cho con biết Ngài là ai.
Hãy chỉ cho con biết. Hãy tỏa sáng sự sáng mặt Ngài trên con. Hãy giúp con để con nghe tiếng Chúa, để con nhìn thấy Ngài, để con nhận biết tấm lòng của Ngài, tư duy của Ngài, tâm tình của Ngài. Chúa dạy dỗ con để con đi đúng đường lối của Ngài, ở trong hội thánh đúng. Chúa ơi, Chúa chúc phước cho mục sư hội thánh đó, để mục sư hội thánh đó vâng phục lời Chúa, làm theo lời Chúa và được dẫn dắt đúng, để thực sự là một chi thể tuyệt vời trong Chúa Trời, thực sự là trụ và nền đã thật vậy. Chúa giúp chúng con có một gia đình đúng, một người vợ đúng, một người chồng đúng, để người vợ người chồng đó phù hợp với chính chúng con. Họ giúp chúng con thực hiện được sứ mạng mà Ngài đã tiền định chúng con từ trước sáng thế. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con giao phó đời sống của chúng con hoàn toàn trong tay của Ngài. Ngài hãy tự do hành động, tự do biến đổi. Chúa ơi, quyết định của chúng con dâng trong tay của Ngài. Ngài muốn làm gì, tùy ý Ngài cho là phải. Vì chúng con hoàn toàn tin cậy vào Chúa. Ý muốn của Ngài tuyệt đối tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn trong tất cả mọi hoàn cảnh, thời điểm, không gian, thời gian. Chúa tin cậy hoàn toàn tuyệt đối với Ngài, dâng Ngài một sự cảm tạ ngợi khen và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cha, Chúa Con và Đức Thánh Linh cực kỳ yêu dấu. Amen. Chúa rất yêu các bạn và Thánh Linh của bạn, Thánh Linh của Ngài sẽ dẫn dắt bạn trong ngày hôm nay làm quyết định đúng, thực hiện nó đúng trong thời điểm đúng và địa điểm đúng và với con người đúng nữa. Chúa ban phước cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.